bạn pin đỏ thong tôi mua đấy kêu mà giao cả heo quay ơ lợn quay ơ lần tay mình có mua riêu lắm lần tay mình giao cả heo cột thâm tôi lấy bơ bắc mặt sáu chấm chấm mà muối ớt này sáu bơ mặt thân này kim này hai cần à đấy là hồi pin đỏ mà thế là vất vả từ sáng giờ đấy. Có đẹp luôn, có hai cô gái rất là xinh gái đang bán đồ trang phục của người Tài Nùng. Không biết là mấy cái đồ ăn này có đúng hay không, như bò húc này, rượu cần đa sắc tộc. Còn cái này là mật ong nguyên chất. Đây là bò khai tắc diến. Ồ nhiều. Thì các cọc mà hút của rượu cần nữa quý vị nha. Ủa các bạn có đăng ký chương trình gì hồi nãy vậy? Các bạn muốn hẹn hò à? Mười đi set up trò tiếp theo nào.
các bạn nãy giờ phổ biến đăng ký thì xin nghĩ ký đăng ký đi ha.